Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nha anh em. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Thì Điền giới thiệu lại cặp thuốc nuôi Galumin với B1512. Đây là cái cặp thuốc nuôi dạng viên của Mỹ nha anh em. Được rất là nhiều anh em sử dụng. Galumin là cái viên màu vàng, còn B1512 là cái viên tròn màu hồng. Cái cặp này tác dụng của nó để nuôi cho con gà mình tăng cơ lên, nước máu nở cơ săn chắc, lông bóng, nó kích thích ăn uống nhẹ nhàng nha anh em. Nó đa dạng chất dinh dưỡng nên anh em phải nuôi từ từ, cái cặp này nuôi tầm 4 đến 5 tuần anh em. Thì trong cái clip này thì Điền sẽ giới thiệu lại cách xài, cái công dụng của nó. Công dụng thì đã giới thiệu rồi anh em, có thể thành phần trong thuốc, cái cách xài và cái giá cả. Đặc biệt đợt này cái giá có biến động tăng lên nha anh em. Thì hàng Mỹ bây giờ, đặc biệt là Galumin với B1512, đang bị rất là hiếm hàng, về số lượng rất ít. Đợt này Điền về mỗi loại còn có 100 mấy hũ đang ở tại đây thôi nha anh em. Có ít thì Điền nói ít, còn cái lúc nào có số lượng được nhiều thì Điền sẽ nói nhiều. Thường thường thì Điền sẽ nhập 500 mỗi loại. Cái lúc ít nhất kẹt hàng thì cũng lấy được 200 mấy. Nhưng mà đợt này mỗi loại có 150 thôi, bán hơn nữa, gần phân nữa chứ. Còn khoảng mỗi loại khoảng trăm, ngoài hơn trăm gì đó. Thời điểm hiện tại Điền đang lên clip rồi nghe anh em. Thì anh em nào có xài mình tranh thủ đi nha anh em. Tại vì nói nó lên thôi chứ nó cũng không phải là lên quá đáng lắm. Thì anh em xem video thì nhớ cho Điền một like anh em. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì mình nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới nha anh em. Đây là cận cảnh cái cặp Galumin với B1512 nè, Điền giới thiệu lại anh em nào chưa biết, mình tham khảo mình xài. Anh em nào xài rồi cảm thấy ok thì tiếp tục ủng hộ nó nghe anh em. Thì đây là cái dạng Galumin á, là cái dạng đa dạng dinh dưỡng nghe anh em. Đây nè, để Điền dí vô cái thành phần nó cho anh em xem. Rất là nhiều loại nhưng mà nó đa dạng ra, nó không có tập trung gì cái môn nào hết á. Cho nên con gà nó phát triển cân đối đồng đều anh em, rất là dễ nuôi nhưng mà nó sẽ chậm. 4 đến 5 tuần con gà bắt đầu săn chắc, nó kích thích ăn uống, cơ bắp đồ nó sẽ săn chắc lại, tai đồ nó sẽ lên, bo đồ nó sẽ tốt lên nha anh em. Tầm 4 đến 5 tuần tùy theo cơ địa mỗi con gà. Còn thằng này cũng sử dụng cũng chung luôn. Thì cái cách sử dụng là 1 tuần 3 lần. Mỗi lần anh uống, anh em uống một viên này một viên kia, 1 tuần uống 3 lần 246 hoặc 357. Còn những ngày còn lại nghỉ anh em, 246 hoặc là 357 những ngày còn lại nghỉ. Mỗi lần uống 2 viên. Gà tre thì uống nửa viên này nửa viên kia. Đó. Thì Điền thì Điền sử dụng ginseng chứ Điền không có sử dụng Galumin với B1512 cách đây cũng khoảng chừng năm mấy rồi. Lúc trước thì cũng xài này nhiều à. Nuôi nuôi con gà rất là săn chắc nha anh em. Bây giờ ginseng với B12 mà con gà Điền cũng ngưng, B12 giảm lại dữ lắm. Tại vì thời tiết của gà ở đây là nắng nóng dữ lắm anh em. Mà chuồng của Điền thì chuồng tên nữa, tường vòng vòng nhưng mà trên lập tên cũng thấp, cho nên cái mức nhiệt nó cũng hơi cao. Điền giảm lại để lúc khuya con gà mình nó đỡ bị hóc. Một bình ginseng của gà cũng đủ chất, con gà sung túc cực kỳ luôn em. Galumin với B1512 đợt này có giá mới rồi anh em. Galumin viên màu vàng nè là 220 một hũ nha anh em. Nếu anh em lấy riêng lẻ 220 một hũ chưa kể phí ship á. Còn anh em lấy chung một cặp như vậy thằng B1512 là 300. Anh em lấy một cặp như vậy là nó 520 thì anh em được bao phí ship. Còn anh em lấy riêng mỗi loại này 300 kia 220 là anh em phải chịu phí ship 20.000 riêng. Thì để Điền ghé nói cái vụ phí ship cho anh em nghe tí xíu thế này. Cái phí ship thật sự của nó tầm nằm tầm khoảng 32 đến 35, có thể qua 37 tùy theo cái độ nặng nhẹ đó anh em. Nhưng mà Điền chỉ thu anh em, tất cả anh em đều thu 20, là còn những cái khoản kia là Điền đã bao cho anh em rồi nên anh em đừng có kỳ kèo. Thì anh em cứ lấy hàng trên 500 thì Điền sẽ tự động không tính phí cho anh em, còn dưới 500 thì anh em chịu phụ phí 20 dùm Điền. Và nhớ đừng lấy quá ít nha anh em, ví dụ như một hũ tan đồ hoặc là 2-3 gói tấm gà Điền mấy cái đó Điền bù không nổi. Thật sự nói vậy để chia sẻ anh em mình hiểu. Anh em lấy cho nó tầm tương đối tí xíu để còn phần lời Điền bù vô phí ship nữa.
chứ không phải phí ship nào 20.000, anh em nhắm 20.000 mà vô tới nhà lấy hàng rồi vận chuyển đi rồi phát tận nơi cho anh em nhắm. Công ty nó đâu có lời đâu mà để trả lương cho nhân viên nổi anh em. Đó, cho nên thì không phải là than gì nhưng mà nói ra để anh em hiểu, để anh em trời, nhà anh em trả giá khủng khiếp đó anh em. Không phải là mỗi người mới nhưng mà cũng có vài người điện ít có nói vấn đề này lắm. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng hay xảy ra vậy nên Điền nói chia sẻ lại với anh em. Rồi chấm dứt nhiêu đó thôi anh em. Nào giờ Điền chỉ nói tiếng một, thu 20 là 20, 30 là 30. Lúc trước còn thu 40 nữa, tại lúc trước phí ship nó cao dữ thần lắm. Bây giờ Điền tìm được cái công ty nó kha khá chút xíu, nó hạ hạ giá chút xíu, có thể 30, 32 cho hàng nhẹ. Rồi vậy nghe anh em, thì cái cặp Galumin với B15, 12 này trước giờ anh em nào đã sử dụng ok thì ủng hộ Điền. Nếu anh em mà kiếm cái chỗ nào mà có đát mới mà cái giá nó thì còn tốt tốt hoặc là có hàng thì anh em quen xài cái này thì anh em tích trữ lại 5 7 hũ đi kiếm cái đát xa xa. Điền thì giờ, bây giờ Điền không không có dám bán quá nhiều cho mỗi người. Nếu những anh em nào đã lấy trước, nếu anh em nào những anh em nào đã lấy trước mà có nào giờ có lấy 5 10 hũ thì Điền sẽ giao luôn. Còn những em nào mà chưa có lấy thì tích trữ thì khoảng 2 3 cặp thôi anh em, chứ Điền không dám giao nhiều. Thật sự bây giờ nói giá lên chứ bán cũng đâu có lời đâu, cao đội lên đâu anh em. Hàng về ít thì cái phí ship về Việt Nam nó cũng đã đội lên, cái giá thuốc nó cũng lên rồi. Chứ đâu phải Điền húp chọn mình đâu mà bán theo cái giá thì nó cũng có lời chứ không phải không có lời. Nhưng mà mức lời nó đã nằm cố định rồi, tại mình nhập hàng chứ đâu phải mình tự sản xuất được đâu. Mình muốn lên cũng lên, xuống xuống này nhập hàng là phải theo giá người ta mà anh em. Cái đồng đô la nó cũng lên nữa, nhưng mà cái đó thì Điền có thể lướt cho anh em 5 3 ngàn hũ thì Điền có thể lướt được. Nè, cái đát sử dụng của B15 12 đã tháng 8 2026 nghe anh em. Đó, anh em nhìn kỹ, nếu mà anh em đã so sánh thì anh em phải so sánh đúng hàng, đúng đát, tại Điền về cái đát mới thì nó đã có cái giá mới. Còn những anh em nào cũng có những cái lô hàng cũ thì nó còn giá tốt, anh em đừng có phân bì cái đó. Mà nếu anh em có xài thì cứ mua xài thôi, đừng có nói lời cay đắng. Cái chỗ kia nó bán 200 trăm mấy, mình sẽ bán tới 200 mấy thì cái giá sống mà anh em. Lúc nào tính theo lúc nấy. Cái Galumin này cái đát tới tháng 2 2027 rồi nghe anh em. Thì tùy cân nhắc, tùy theo mỗi sự lựa chọn điều kiện của anh em mà anh em sử dụng. Anh em nào có yêu mến Bình Điền sử dụng ủng hộ thì alo trực tiếp số điện thoại của Điền 0347 471112. Điền có Zalo có số đó luôn anh em. Anh em nào có muốn nhắn qua Zalo thì add vô số đó thì Điền sẽ cố gắng kết bạn trong thời gian sớm nhất. Tại nhiều khi làm đơn hàng anh em cũng bận lắm, không có kết bạn được liền, phải chiều tối để kiểm lại rồi mới kết bạn anh em. Rồi dân anh em có xài hú Điền anh em.